Sau focus 35 năm Viện Nghiên cứu Văn học Việt Nam hình thành và phát triển, phát sóng cuối tuần qua trên bản tin An Viên 24 giờ, quý vị có thể thấy những dự án đồ sộ, những công trình đầy ý nghĩa và những vị tăng ni ngày đêm hết lòng phụng sự. Và để có được những kết quả đó, không thể không nhắc đến vai trò to lớn của cố trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, người sáng lập Viện Nghiên cứu Văn học Việt Nam và cũng là viện trưởng đầu tiên. Cuộc đời của cố trưởng lão Hòa thượng là tấm gương sáng về trí đức và giáo dục cho lớp lớp tăng ni hậu bối. Học pháp và hành pháp là nếp sống tu học song đôi của người Phật tử. Nếp sống ấy vừa phù hợp với đạo lý tu thân tích đức của người Việt Nam, vừa nói lên ý nghĩa đúng đắn của một người con Phật biết sống vì mình, vì người. Tâm ý trong sạch phải là mối quan tâm thường xuyên và hàng đầu của mọi Phật tử chúng ta, xuất gia hay tại gia. Đạo Phật là đạo đến để mà thấy, chứ không phải đạo đến để mà nhờ người khác thấy hộ. Đạo Phật không phải đạo của người nhắm mắt không thấy, không biết, mà là đạo của người thấy, người biết. Đó là ba trong số hàng ngàn lời dạy của cố trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu để lại cho đời. 95 năm dấn thân, phụng sự cho cả đạo và đời, cố trưởng lão Hòa thượng luôn khiêm cung giản dị, an tịnh nhẹ nhàng, vững chí bền tâm. Đó là những ấn tượng sâu sắc còn mãi khắc ghi trong lòng của Hòa thượng Thích Giác Toàn. Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu thì ngày làm việc mà rất là yên tĩnh. Ngài không có nôn nóng, không có vội vàng, không có gì hết, gì cũng từ từ. Mà hễ ngày nêu lên, dựng lập lên cái kế hoạch rồi thì Ngài cho bám sát cái đó thực hiện. Và hàng ngày cũng vậy, trong đời sống thì Ngài trang nghiêm tự thân, rồi trang nghiêm cái lời nói, rồi trang nghiêm cái tâm thức. Với những người đệ tử nhỏ, cố trưởng lão Hòa thượng vừa khoan dung, vừa kiên định. Vì vậy, dù đã 12 năm trôi qua, nhưng cứ đứng trước di ảnh người, nhắc đến những câu chuyện cũ, thì cảm xúc mất một người thầy, một người cha ấm áp lại ùa về. Thiền viện Vạn Hạnh, sau khi hoàn tất xong vào năm 2005, thì chúng tôi hầu ông đi bộ xung quanh chùa. Ông khen chùa đẹp. Và ông có dạy như thế này: chú làm được thì chú có quyền hoan hỷ, chứ chú không có quyền tự mãn. Mà lời dạy ông như vậy là một cái kỷ niệm lớn, một bài học lớn mà chúng tôi vẫn khắc sâu trong lòng. Thân khẩu ý của Ngài ít nói mà làm nhiều, cái đó là một cái bài học lớn cho chúng ta. Rồi cái tinh thần là kiên trì bền bỉ dịch kinh mỗi ngày để góp phần hoàn thiện Bộ Tam Tạng. Mà sự thật thì chúng ta khó có ai làm nổi. Rồi thứ ba nữa là tinh thần dấn thân, không nể hà. Vừa làm công tác dịch thuật, vừa làm công tác giảng dạy, vẫn làm những việc là còn làm khi giáo hội cần. Và chúng tôi nếu mà chỉ cần nhìn Ngài thôi, đủ để tạo nên cái động lực cho chúng tôi phải cố gắng hơn nữa trong cái việc mà tiếp nối cái sứ mạng cao cả của quý Ngài đi trước. Sinh trưởng trong gia đình vọng tộc Nho Gia, thân sinh của Hòa thượng Đỗ Tiến sĩ Hoàng Giáp năm 21 tuổi, nhờ ảnh hưởng nền giáo dục của cụ ông từ bé. Vì vậy, cố trưởng lão Hòa thượng rất cần mẫn đèn sách, chăm chỉ học hành. Năm 1939, Ngài đỗ bằng cao đẳng tiểu học Đông Dương. Năm 1940, đỗ tú tài toàn phần tại trường Khải Định, nay là trường Quốc học Huế. Năm 1952, Ngài du học tại Sri Lanka, học Pali và Anh văn tại Colombo. Năm 1955, cố trưởng lão Hòa thượng được trường Đại học Tích Lan tặng bằng Pháp sư. Năm 1958, Ngài liên tiếp đỗ các văn bằng cử nhân Pali, Anh văn và đặc biệt đỗ thủ khoa cao học về Pali và Abhidhamma. Từ nhỏ Ngài ở Huế, Ngài cũng đã tha thiết khi mà thấy người ta chú thích kinh Pali mà có những cái Hòa thượng chưa quan hỷ lắm. Thì Hòa thượng có dựng lập cái tâm nguyện là phải du học Ấn Độ và phải học trực tiếp được kinh tạng Pali. Để sau này dịch, giảng và chú thích cho nó thật chuẩn mực. Và Hòa thượng làm tốt đẹp cái đó. Tại vì khi học ở Ấn Độ thì Hòa thượng học cái khóa đó là thường phải tăng ni và các nhà nghiên cứu của xứ Ấn mới được thủ khoa. Nhưng mà tới cái khóa Hòa thượng học thì Hòa thượng lại ưu tú cho đến mức là
ở các giáo sư ở trường nó phải chấp thuận cho hòa thượng ở vị trí thủ khoa. Sau đó, tháng 9 năm 1961, với luận án so sánh tập Pali Trung Bộ Kinh với tập Trung A Hàm chữ Hán, cố trưởng lão hòa thượng là người Việt Nam đầu tiên đỗ tiến sĩ Phật học, văn học Pali tại Ấn Độ, được đích thân Tổng thống Ấn Độ thời ấy trao bằng danh dự. Năm 1962-1963, nghe được Đại học Bihar Ấn Độ mời ở lại giảng dạy. Năm 1964, cố trưởng lão hòa thượng trở về nước, tiếp tục trước tác và dịch thuật nhiều tác phẩm có giá trị cho hàng xuất gia và tại gia tu học. Chúng tôi rất là cảm kích về cái phong cách dịch thuật của Ngài. Qua những cái tác phẩm mà Ngài đã dịch thì chúng tôi thấy rằng Ngài có tuân thủ những cái nguyên tắc nhất định. Chẳng hạn như là Ngài trung thực với nguyên bản. Cái thứ hai là Ngài cô động và xúc tích. Cái thứ ba, Ngài là rất là cẩn trọng trong khi dịch âm hoặc là phiên âm. Và cái thứ tư, những cái quán ngữ mà Ngài sử dụng là luôn luôn được thống nhất. Những đóng góp phi thường của trưởng lão hòa thượng Thích Minh Châu từ việc dịch kinh tạng Pali sang tiếng Việt cho đến việc giảng dạy thiền minh sát là không thể so sánh. Phẩm hạnh gương mẫu của Ngài xuất phát từ kỷ luật đạo đức thanh tịnh, việc sáng lập Đại học Vạn Hạnh, Học viện Phật giáo Việt Nam và Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam cùng những ảnh hưởng sâu sắc của Ngài đến giáo dục Phật giáo tại Việt Nam đều là những thành tựu mang lại niềm tự hào lớn lao cho Đại học Nalanda Mahavihara. Chúng tôi thật sự vinh dự khi xem Ngài là một trong những cựu sinh viên xuất sắc nhất. Với tâm niệm, người xuất gia có trí tuệ mới tạo nên sự nghiệp. Do vậy, cố trưởng lão hòa thượng luôn đặt việc đào tạo tăng ni trẻ và công tác giáo dục lên hàng đầu. Năm 1984, Ngài đã mở trường cao cấp Phật học, nay là Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và làm hiệu trưởng. Ngài cũng làm đàn đầu hòa thượng truyền giới cụ túc cho 60 tăng ni sinh khóa 1. Năm 1981, giáo hội mở trường cao cấp Phật học Việt Nam, cơ sở 1 tại chùa Quán Sứ. Cố trưởng lão hòa thượng được mời làm hiệu trưởng, nay là Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Ngài lần lượt tổ chức tuyển sinh và đào tạo được 5 khóa cử nhân Phật học. Ngày 20 tháng 10 năm 1997, cố trưởng lão hòa thượng chủ trì lễ khởi công xây dựng cơ sở mới Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì trưởng lão hòa thượng Thích Minh Châu là đóng góp rất là lớn ở chỗ đó, đó là hình thành ra trường Đại học Phật giáo cho cộng đồng Phật giáo sau năm 1975. Và điều đó đã đặt nền tảng cho nền giáo dục Đại học Phật giáo ở đẳng cấp cao, giúp cho các tăng ni có thể tự tin hơn nhờ kiến thức chuyên môn về các lĩnh vực Phật học được tạo bài bản tại các trường lớp. Do đó, ở lĩnh vực này thì tôi cho rằng đó thì trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu xứng đáng ngồi riêng một chiếu, là con sông bắt đầu đi đầu cho việc cải cách nền giáo dục càng hiện đại của Phật giáo Việt Nam. Được gặp gỡ cố trưởng lão hòa thượng lại được Ngài trực tiếp giảng dạy là may mắn lớn với nhiều tăng sinh thời ấy. Nhớ lại ngày đầu được gặp hòa thượng vào năm 1973, lại được hòa thượng hướng dẫn thiền tứ niệm xứ và giảng đi giảng lại 3 lần cùng một bộ kinh Trung Bộ của Phật giáo Nguyên Thủy, tăng sinh Thích Tâm Đức ngày ấy giữ mãi trong lòng một câu hỏi lớn. Chúng tôi là thời kỳ đó cũng thắc mắc, ủa mà tại sao mà Ngài chỉ dạy ra Trung Bộ kinh thôi mà không dạy những cái bản kinh khác. Thì sau này khi mà có duyên đi qua Ấn Độ học thì mới biết rằng chúng ta khó có thể hiểu được kinh điển Đại Thừa nếu chưa hiểu được kinh điển Phật giáo là Nguyên Thủy. Mà kinh điển Phật giáo Nguyên Thủy là gồm có 5 bộ kinh, thì trong 5 bộ đó thì Trung Bộ kinh là quan trọng nhất. Với kiến thức uyên thâm và khả năng ngoại điển xuất sắc, cố trưởng lão hòa thượng được giáo hội giao phó nhiều trọng trách trong công tác đối ngoại, giao lưu quốc tế. Ngài đã tham gia nhiều hội nghị, hội thảo quốc tế về Phật giáo, hòa bình và giáo dục. Đặc biệt với tư cách Phó Chủ tịch Hội Phật giáo Châu Á vì Hòa bình, Ngài luôn nêu cao tư tưởng loại bỏ mọi hình thức chiến tranh, mọi biểu hiện bạo lực, hoan nghênh mọi nỗ lực hòa bình, động viên Phật tử tham gia các phong trào hòa bình, cổ vũ tiến trình dân chủ, nhân bản hóa trong các mối quan hệ.
Trong chuyến công tác của phái đoàn ABCP tại Việt Nam, các đại biểu đã đến Thiền viện Vạn Hạnh, dâng hương tưởng niệm cố Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đó là sự trân trọng một bậc trần tu khả kính. Vai trò cao nhất của Ngài trong các tổ chức quốc tế đó là Phó Chủ tịch của Hội nghị Châu Á vì Hòa Bình. Thì đóng góp của trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu đó là các tiếng nói của cộng đồng Phật giáo để gửi đến các thông điệp từ Đức Phật đối với các vị lãnh đạo nguyên thủ các quốc gia tham gia vào những cái cuộc chiến tranh lạnh và những cái cuộc chiến tranh xung đột vũ trang. Chính vì vậy mà cộng đồng Phật giáo thế giới đó có được cái tiếng nói ở trong các diễn đàn toàn cầu, và do đó tôi cho rằng là đóng góp của trưởng lão Thích Minh Châu về lĩnh vực này đó thì nó trở thành là di sản về ngoại giao quốc tế mà các thế hệ kế thừa đã cần phải tiếp nối và phát huy. 95 năm hiện diện ở cõi Ta Bà, hơn 70 năm phục vụ cho đạo Pháp và dân tộc. Cố trưởng lão Hòa Thượng dù đã ra đi, nhưng những gì tốt đẹp nhất vẫn còn mãi, như lời ghi lại trên bảo tháp của Ngài. Cái gì là lõi cây, cái ấy sẽ tồn tại lâu dài. Đó là tạng kinh, là những công trình, bài giảng, lời dạy và cả một cuộc đời phục vụ giáo Pháp, phục vụ dân tộc. Thành kính tạc dạ thâm ân, tưởng niệm công đức tinh thần vô ưu, giác linh thiền vị trường lưu, trưởng lão hiện thể đẳng thù thượng nhân, Hòa Thượng mãn mạch thiên chân, Thích Minh Châu ngọc báo trân nhiệm màu